Ok, và hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Hoàng B đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Minecraft trên tuần 1.15 các bạn ơi. Thì trong thời gian giữa hai tập thì mình đã có trong tập trước thì mình đã có xây được một cái nhà kho các bạn ơi. Đấy, các bạn có thể thấy là cái nhà kho của mình. Đấy, thì mình đã chuyển đồ xuống hết rồi các bạn. Đấy, mình đã chuyển đồ xuống hết rồi. Thì trong cái phần này á, trong tập này á, thì mình sẽ cố gắng đi tìm những chú ong các bạn ơi. Những chú ong ấy thì mình muốn là nuôi những con ong thử như thế nào các bạn. Thì ở phiên bản này mình chưa gặp ong bao giờ luôn các bạn ơi. Đấy, thì các bạn có thể thấy ở đầu video á, thì mình đã có tới được cái vùng đầm lầy các bạn ơi. Mình đã đi cái hướng này các bạn, đó hướng này này, đã đi cực kỳ xa luôn, băng qua đại dương cái thứ mới tới được chỗ ong các bạn ơi. Đấy, mình đã tìm được chắc nhờn các bạn. Đấy, thì từ từ mình sẽ làm sợi dây nha các bạn ơi. Giờ trời cũng đã tối rồi, mình sẽ đi vào đi ngủ các bạn ơi. Đấy, vào đi ngủ. Đấy, thì trời nó sáng các bạn ạ. Thì mình sẽ cố gắng làm full này luôn các bạn ạ. Thì trong thời gian 2 tập mình đi cố gắng giết bò, nhưng mà giết khoảng không đủ các bạn. Thì mình chỉ làm được thêm hai kệ đó thôi các bạn ơi. Đấy, thì trong cái phần này mình sẽ đi tới những nhà những chú ong nha các bạn. Rồi, mới thấy cục thịt tôi. Đấy, thì trong phần này mình sẽ đi tìm ong. Thì theo mình nghiên cứu, các bạn có thể thấy là đây là cái tọa độ mà tới ong là 125 mà. Giết là 100, ít là 125 và giết là 50 các bạn ơi. Thì theo như vậy thì mình sẽ đi đường này các bạn. Đấy, thì ok, mình sẽ đi tới cái chỗ những con các bạn ơi. Đấy, không biết lát nữa mình sẽ dẫn, mình sẽ cho mấy nó về bằng cái đường nào các bạn. Ok, thì mình sẽ đi tới đó coi thử. Hy vọng là sẽ có ong các bạn ơi. Thì mình không biết là có ong hay không ấy. Mình sẽ đi tới đó thử các bạn. Có heo các bạn không? Có bò nè. Thì ở trên đường đi mà gặp bò thì mình sẽ giết nha các bạn. Đấy, sẽ lấy luôn cả da bò này để hoàn thành cái bàn phù phép của mình. Coi. Ý, này, chỗ này khó leo vãi liền. Đó, thì ok, thì mình sẽ đi cái đường này các bạn thôi. Có bò, nghe tiếng bò mà. Đây nè. Ok, trên đường đi thì tôi sẽ không chừa con bò nữa, không ngán mẹ nào hết. Có chó sói nữa các bạn. Wow, chó sói mà mình không có xương các bạn ơi. Ôi, tiếc nhỉ. Thật là tiếc luôn ấy, mình không có xương các bạn. Nếu mình có xương là mình thuần phục nó ngay rồi các bạn ơi. Ôi, tiếc luôn, cực kỳ tiếc các bạn ơi. Đấy, giờ mình sẽ đi băng quá này để tới được cái chỗ những con ong các bạn ơi. Đấy, thì theo mình biết á, thì ở phiên bản này á, cái con ong á, nó sẽ sống ở trong một cái khu rừng cực kỳ là nhiều ho luôn. Nhưng mà không biết có phải không các bạn. Có ho nè, không biết có ong chưa. Đấy, thì mình đã nói các bạn một hai tập đầu ấy, thì ở bên gần nhà mình có một cái vùng đất tiết các bạn ơi. Thì từ mình sẽ khám phá cái vùng đất sau các bạn. Thì hiện tại mình sẽ đi tới chỗ mấy ong trước các bạn ơi. Đấy, đi tới chỗ mấy ong trước. Hy vọng là sẽ có ong các bạn. Rồi, hy vọng là sẽ có những con ong cực kỳ xinh xắn luôn. Mình sẽ ăn ít thịt nữa. Mình đi hơi xa nhà các bạn ơi. Nhưng không sao, mình sẽ không quay. Mình đã có tọa độ ở nhà mình rồi, mình không có sợ lẹt các bạn ơi. Có quả bò nè, mình sẽ giết luôn con bò này luôn để lấy da thuộc là các bạn enchant của mình. Ê, đánh chạy mà. Ê, con bò này đấy, hư luôn cái rìu của mình các bạn ơi. Đấy, thì mình đi nó đi xa, nó lót map vô kịp, nó hơi lag nữa các bạn thông cảm nha các bạn. Đấy, ok, thì chỉ rứt bò thôi. Ủa, còn đây nữa, còn một con nữa các bạn ơi. Hello em. Ok, cảm ơn em đã hợp tác.
Ok, thì mình đã đi, mình sẽ đi tiếp các bạn. Ô, ê, thì đây là cái rừng mà rừng ho này các bạn ơi. Wow, ok, ê, tổ ong này các bạn. Wow, đây là lần đầu tiên mình thấy tổ ong ấy. Wow, các bạn ơi, thì theo mình biết thì mình đã tới được cái chỗ mà có ong các bạn. Wow, mình sẽ lấy một ít, mình lấy những cái cây ho mình thấy được các bạn. Lấy cực kỳ ho, lấy ho vời. Rác mình sẽ dẫn những con ong vời các bạn. Đấy. Không có thấy ong nhỉ. Ở đây là tổ ong các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái, mình sẽ chặt. Ôi no, ôi no, ôi no. Ôi. Ui. Ui. Bạn ơi, mình đập nó mà nó cắn mình các bạn ơi. Ê, ê, đừng chích em. Chưa làm gì hết mà nó dụ anh em chơi mình được bạn ơi. Má mắt đỏ ghê quá các bạn ơi. Có con ngựa các bạn. Không làm gì mày đâu. Heo. Cho mày ăn này. Đấy. Thì mình cho nó ăn thì mình nó hết giận mình các bạn ơi. Đây. Đấy. Thì mình sẽ khám phá cái quật này thử các bạn. Cậu có gì không? Mình sẽ chôm. À mình sẽ lấy tất cả ho về như này. Đấy, mình lấy cực nhiều ưu. Mình có nhiều ho các bạn ơi. Bỏ bớt mấy cái này đi. Đấy, wow. Ở đây là nguyên một cái rừng ho các bạn ơi. Tuyệt vời các bạn. Nếu mà mình cần ho thì mình sẽ tới đây và lấy ho các bạn. Còn ok, mình nghĩ là mình sẽ dẫn mấy con ong này về các bạn ơi. Coi các bạn. Mình sẽ nghĩ mình sẽ dẫn mấy con ong này về. Ủa nãy mình thấy nhiều ong mà ta đây thì ok. Mình sẽ dẫn tầm 3 4 em gì đó vời các bạn. Nếu mình vời thì mình sẽ đi đường nào ta? À mình sẽ đi đường này các bạn. Coi, từ mình sẽ dẫn rồi, kiếm thêm ấy. Kiếm thêm vài em ấy. Lại ít quá. Có một em thôi. Nào đi nhanh tao nhanh lên. Ủa. Ủa mình phải chờ những cái con ong này nó sinh sản ra các bạn ơi. Đấy, mình sẽ đến đây và chờ mấy con này nó chui ra ấy, để mình dắt đi á. Wow, đẹp quá bạn ơi, mình sẽ chụp tấm hình nha bạn. Đấy. Wow, tuyệt vời. Trời cũng sắp tối rồi bạn, mình cần làm nhanh nhanh cái này thôi này. Ui no, ui no. Chết chết các bạn. Bốn con tấn công mình các bạn ơi. Chơi ngu rồi các bạn ơi. Chơi ngu rồi các bạn. Mình chơi ngu rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, tôi lại chơi ngu rồi. Nay dí tôi cởi nó đi theo tao nào. Bằng cái cách này mình sẽ dẫn nó về luôn. Ý no no no, đau quá các bạn, cắn mình cực kỳ đau luôn. Đấy đi theo tao nào. Đấy bây giờ nó hết dặn rồi bạn, nó chỉ dặn một thời gian thôi bạn ơi. Ok thì mình sẽ dặn nó về các bạn. Ok các bạn ơi, thì mình đã trở lại các bạn ơi. Thì các bạn có thể thấy là đây. Đây là ba cái con ong này mình dẫn về được các bạn. Ui, đấy thì đúng là ba con các bạn ơi. Thì hồi nãy mình dẫn về á, thì bạn mình qua một cái đoạn nước á, thì có một con nó bị chết các bạn. Thì mình lấy ho nè, nhân giống nó lên thành ba con các bạn ơi. Thì nó cũng đã lớn luôn. Đấy, nãy giờ mình ngồi mà đứng nói thì nó lớn luôn các bạn ơi. Thì mình nghĩ là mình sẽ đâu hết rồi. Hey hey. Đâu nào, đâu nào. Đấy, mình sẽ cho nó xuống cái nhà kho để núp núp tạm nha các bạn ơi. Ở dưới đây rất là nguy hiểm luôn. Nè 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 nè. Hey. Hey you, đi theo tao nào. Đấy. Mình nghĩ mình sẽ xây một cái nhà ong, cái chuồng ong các bạn ơi. Mình nghĩ xây chuồng ong tạm thôi. Cái con mấy con kia nó cũng đi theo mình các bạn. Nè, đi theo tao nè.
Coi mình nghĩ mình sẽ đặt kho ở đây các bạn ơi. Ở chỗ gì nó bu tới á, cho mấy ngon nó sẽ ở đây các bạn. Đấy. Rồi mình sẽ làm một cái chuồng chuồng ong nha các bạn. Xây nhà cho mấy ngon các bạn ơi. Mình dẫn mấy ngon đi về cực kỳ khổ luôn á. Mình phải mình mấy ngon này xém chết mấy lần các bạn. Cực kỳ là khổ luôn ấy. Mấy ngon này khốn nạn thiệt chứ. Đấy, ok thì mình sẽ nhân giống lên các bạn. Hép lốp nè, mình sẽ cho con đây ăn nè, một con ăn nè, hai con nè. Đấy thì cho nó nhân giống các bạn ơi. Đó. Con đây nữa, một con bé ở đây bạn, cho con đây ăn các bạn ơi. Đấy và con bé này ăn luôn cho nó lớn nhanh các bạn. Ok, mình nghĩ là mình để tạm mấy ngông ở đây đi bạn ơi. Mình để tạm mấy ngông đứng đây đi thì nó sẽ không bay đâu bạn. Mình nghĩ nó đứng chỗ ho này thôi, nó không bay đâu các bạn ơi. Và mình sẽ xây một cái chuồng ong bên đây nữa bạn. Để xây một cái chuồng ong thì mình sẽ đi đào thật là nhiều cát các bạn, để làm một cái nhà kính cực bự luôn. Để đào cát mình sẽ xuống đó lấy sắt và làm một cái xẻng các bạn ơi. Đấy, lấy sắt này để làm một cái xẻng nha. Gỗ hay có gỗ này bạn. Mình sẽ làm một cái xẻng các bạn. Ui, làm cái xẻng bằng sắt đi. Đấy, lấy ít lưu ly các bạn. Để làm chi? Để lên mình khảm cái này cho xẻng nó mạnh mạnh một tí ấy. Ủa giời, ông tôi đâu? Hello bro. Đấy các bạn ơi, ông mình bay bên kia rồi các bạn ơi. Mình nghĩ mình là sẽ làm gì ta? Không lẽ mình cho mấy nó xuống đây hết ta? Đúng rồi, mình cho mấy ông mình xuống đây hết đi. Khi mình sợ là khi mình làm chuồng đồ ấy thì nó sẽ bay đi các bạn ơi. Nè, đâu rồi? Ông mình đâu các bạn ơi? Hiện tại thì dẫn con xuống nhà kho trước đây bạn. Sợ là mình làm xây đồ ấy nó bay đi các bạn. Đây là bốn con đúng không bạn, sao giờ còn có một con vậy? Đi sao nào, xuống nhà, xuống đây, xuống đây, xuống đây, xuống đây nào. Đó thì cho nó ở tạm dưới đó đi các bạn ơi. Thì dẫn thêm mấy con nữa, một con hai, hai ba con kia nữa các bạn ơi. À, mà ba con kia nó bay đâu các bạn, mình mới thấy nó mới ra đây mà sao. Ê bạn ơi, thì ra là mấy mày nằm ở bên dân làng à. Hey, đi theo tao nào. Một con kia nữa, rủi kia nữa. Ủa, hai mẹ con này đi nào. Mình sẽ cho mấy con này xuống nhà kho hết luôn. Nào đi theo tao nào. Mấy con kia nữa. Nào, nhanh lên. Mình sẽ cho mấy con này xuống nhà kho thôi các bạn ơi. Mới một chút mà nó bay qua dặn làng cái thứ rồi. Mày để phá thiệt chứ. Mình dẫn mấy đây cực kỳ cẩn thận các bạn ơi. Nếu mà nó đụng nước một tí thôi á là nó sẽ bị chết các bạn ơi. Thì nó không có chịu được sức nước hay sao ấy bạn. Đụng một tí thôi nó chết các bạn ơi. Ok các bạn ơi. Đây là những con ba con ngủ, cho có ba con này, bốn con các bạn ơi. Mình cho nó đi xuống nhà kho hết luôn nha. Đi. Ok thì mình cho bốn ong mình nằm ở dưới nhà kho tạm nha các bạn ơi. Đấy, thì cho nó ở tạm. Đấy thì cho nó tạm ở dưới nhà kho bạn ơi. Thì để bắt đầu cái việc mà xây một cái tổ ong ấy, à quên, một cái chuồng ong ấy, thì mình sẽ đi lấy một ít cát các bạn. Mình sẽ đi ra gần biển mà lấy ít cát các bạn ơi. Sẽ lấy cực kỳ nhiều cát để làm kính ấy. Đấy, thì ở đây có cát luôn nè các bạn.
sẽ lấy cát rồi bạn ơi. Thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn khi mình đã có cát các bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì mình đào một tí rồi mà trời tối các bạn. Mình đào được một sách rưỡi cát rồi mà trời tối các bạn ơi, mình đừng vào đi ngủ các bạn. Ôi trời tối rồi. Mới đây mà tối nhanh thiệt chứ. Biết mấy ngông mình có còn vô đó không các bạn? Đấy, thì mấy ngông vẫn còn nha các bạn. Mình sẽ đi ngủ thôi. Đấy, mình sẽ đi ngủ. Rồi sáng mai mình sẽ làm một cái nhà ông này, nhà kính ấy. Đấy. Thì ok. Thì mình sẽ nung cát lên. Mình lấy gỗ nung cát lên các bạn. Đấy, mình sẽ lấy gỗ nung mấy cát lên. Ok. Thì đã làm cái chuồng ấy, mình nghĩ là mình xây một cái chuồng rồi. Như nào nhỉ? Mình sẽ xây một cái chuồng nhỏ nhỏ thôi. Đây, 1 nha các bạn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, 10 các bạn ơi. Thì chiều dài nó 10 nha các bạn. Chiều dài nó là 10 ô, chiều ngang thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, thì chiều dài nó cũng sẽ là 10 luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok các bạn, đấy. Thì hiện tại tạm nó sẽ cái khuôn nó như này các bạn ơi. Từ mình lắp kính vào. Mình sẽ xây tạm thôi các bạn ơi, mình không có xây cầu kỳ quá đâu, mình xây tạm thôi. Đấy, mình sẽ xây cực kỳ là ngắn tạm thôi các bạn. Mình sẽ lắp ngay đây nè. Đấy. Mình sẽ đi lấy một ít gỗ các bạn ơi. Mình cần gỗ các bạn. Đấy. Mình cần gỗ này. Đúng rồi, mình cần một ít gỗ các bạn để làm cái khuôn ấy, chứ không phải làm khuôn bằng đá như vậy đâu các bạn ơi. Mình lấy gỗ ở đây luôn đi. Gỗ đây nó cũng đẹp nha các bạn. Gỗ sồi sẩm nè. Khi nào nó dưới mấy ngông dưới đấy nó chết nữa các bạn. Nghi lắm á. Ui còn nè, không sao các bạn ơi. Sẽ lấy gỗ này các bạn ơi. Gỗ này thì nó đẹp hơn. Đấy. Lấy gỗ này và để chặt hết luôn mấy cây này luôn đi. Nó có nhiều ấy, một chút ấy. Thì có bạn nào có thử thách gì trong tập sau thì các bạn cứ đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình nha các bạn. Thì để tập sau mình làm thực hiện ấy. Đấy, mình sẽ làm một cái chuồng ong bình thường thôi, tạm bỡ thôi các bạn ơi. Thì mình nói là làm một chuồng ong tạm thôi, để từ mình sẽ nâng cấp lên sau các bạn. Chứ đừng các bạn đừng có kêu là mình làm được ong cao siêu gì quá. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, có 4 ô này nè. Mình cần 5 nha các bạn, đấy, 5 ô này. 5 ô là vừa đủ rồi. 2, 3, 4, 5. Ok các bạn. 1, 2, 3, 4, 5. Ô, mình thiếu gỗ các bạn ơi, thiếu có 3 cục gỗ, 3, 2. Cái bạc gỗ nữa các bạn. Mình sẽ đi chặt gỗ thêm các bạn. Đấy. Mà bố mình trồng cũng không có được nhiều á, nên nó chỉ có mấy cây thôi các bạn ơi. Thì lát nữa mình sẽ lấy mầm mà trồng thêm. Hoặc là mình sẽ qua luôn cái khu rừng bên kia để chặt luôn cho nó nhanh các bạn. Thì nếu bạn thích series của mình thì quên đừng quên để lại một like và một subscribe nha, để ủng hộ kênh mình á, để mình có thêm động lực để làm tiếp video tiếp theo các bạn ơi. Đấy. Ok. Sẽ làm lại mấy cái mầm này. Đấy. Sẽ ra nó cũng nung sắp xong rồi bạn ơi. Mình cần bỏ gì cho nó nung ta, bỏ que đi cho nó nung đi. Coi chỉ đây chặt cái này lên thêm 3 block nữa là vừa đủ luôn bạn ơi. À, vừa đủ 5 luôn ấy. 1, 2, 3. Ok rồi. Và mấy cái viền ấy mình sẽ xây bằng những cái ván gỗ các bạn. Không phải không lấy mình xây bằng hàng rào các bạn, cái cửa này. Đấy. Để xây như thế này luôn các bạn ơi. Đấy, nó bị lỗi ngoài các bạn. Xây ngược lại.
kỳ nha. Thấy đá lên luôn đi. Đó, sẽ lắp qua như thế này. Đấy, để xây bình thường thôi mọi người, không cần là đẹp quá đâu. Đấy. Thiếu lại thiếu đá vậy. Làm nào thiếu không mà gì, đủ luôn ấy. Đấy, mình sẽ đặt mấy cái này lên này. Mình nghĩ là mình sẽ lấy thêm một đá rồi thôi. Nhưng không sao, ở dưới nhà kho mình còn đá rồi. Đó, thì mình sẽ lắp mấy này lại. Hy vọng mà đủ gỗ rồi, mình nghĩ là cũng thiếu gỗ luôn ấy. Hy vọng mà đủ gỗ này nha. Đấy, và mặt đây nước này. Mình sẽ xây một cách theo cách của mình thôi, nó không có được đẹp đấy. Thì mình không phải là một builder giỏi vậy, xây cái cách của mình thì nó không đẹp, các bạn thông cảm rồi nha. Thấy chứ cơ biển nó cứ bị lỗi ngay chỗ này nè. Tại vì mình không có cục nữa. Đấy, đá nữa, đất đó rồi nè. Vẫn không được ký nha. Đấy, ok, mình sẽ tạm như thế này rồi. Từ từ mình sẽ thay đất bằng đá rồi thôi. Và bây giờ mình sẽ lấy kính lắp vào rồi. Đấy, sẽ lấy kính và lắp vào. Đẳng ông vào luôn rồi. Coi mình sẽ làm mặt những cái kính thôi, như kính như này các bạn ơi. Đấy, coi mình sẽ không làm những kính bự đâu, kính này là được rồi, không cần phải những cái kính bự đâu. Thì mấy cái này nó nhỏ quá, nó khó thấy các bạn ơi. Đấy. Đấy thì tạm thì nó như này các bạn ơi. Đấy. Không biết mấy ngông nó chui ra được không bạn? Mình nghĩ nó không chui ra được đâu bạn ơi. Tại vì cái này thì chừng nào nó có Optify thì những cái đường viền ngay chỗ đây nè các bạn, nó sẽ liền lại luôn. Nó sẽ không bị thoát ra nữa, nó sẽ liền lại. Đấy. Coi, mình còn dư kính rất là nhiều luôn. Mình cứ đặt bị nhầm mấy bạn. Đặt bớt phần mấy hàng này đi. Và mình sẽ đặt những cái block ở trên nữa các bạn. Đấy. Mấy ông hy vọng là nó sẽ không chui ra được các bạn. Ok các bạn. Cần thêm block nữa các bạn. Mình sẽ làm cái cửa ngay đây các bạn ơi. Đấy, một cái cửa ngay đây. Từ từ mình sẽ dẫn mấy ngông vào. Mình nghĩ là mình sẽ lấy thêm két để làm cho nó full luôn cái bằng máy các bạn. Luôn các bạn. Lần này mà không đủ nữa không biết nó sao ấy. Bốn cục là đủ rồi. Tại vì tôi còn đặt nhầm nữa chứ. Thì ok thì đủ rồi bạn ơi. Mình sẽ làm cái này lại tí các bạn. Sẽ lấy đá đi đắp này. Đấy. Ok vậy mình sẽ dẫn mấy ngông vào đấy các bạn. Mấy ngông mình sẽ có nhà mới rồi các bạn ơi. Đấy, sẽ dẫn mấy ngông vào. Hello mấy ngông. Mấy ngông mình nó nằm đây được 2 ngày các bạn ơi. Con, ủa còn một con ở đâu ta? Thiệt chứ mấy con này nó nhanh tay thiệt luôn các bạn. Đó, mình sẽ dẫn nó vào cái chuồng mới các bạn ơi.
Đấy, mình nghĩ tập đẹp khá dài các bạn, thông cảm với mình nha, tại vì mình xây không được nhanh á, với lại mình dẫn ông về nữa nó không có được rồi, nhùng nhuyễn các bạn ơi. Còn một em ở đâu ta, mình nhớ là bốn em mình mà ta. Ngay lúc nào nó trốn mà các bạn, nãy hết trốn qua văn làng rồi, trốn đâu mất tiêu rồi. Coi vào nhà hơn. Wow, ok, đây là nhà mới. Ủa, cái con kia nó không muốn nhà vào nhà bạn. Ok, cho nó cái này ăn các bạn. Vào nhà thôi nào. Như có vẻ cái con này nó không muốn vào nhà các bạn ơi. Nè, nè, hé luôn. Sao nào. Đấy, thì nó vào nhà các bạn ơi. Còn một con nữa các bạn, mình nghĩ là một con nó trốn không nhanh các bạn. Ở kệ nó đi, ở đây nè các bạn. Khốn nạn chứ, mới đây nó bay qua đó nhanh các bạn ơi. Và mình sẽ lấy ho vào các bạn ơi. Lấy ho vào trang trí ở trong đó luôn. Rồi cái con đó thì cho nó bay luôn đi các bạn, mình nghĩ là đủ rồi. Rồi, cắt đồ bớt rồi các bạn ơi, xuống nhà kho mình cắt đồ bớt ấy. Từ từ mình sẽ làm cái tổ ong ấy. Cắt đồ bớt rồi. Đấy, ok, thì mình sẽ lượm ho bớt. Mình sẽ lượm ho và quăng xuống. Để mình coi cái công thức chế tạo của tổ ong ấy sao các bạn ơi. Ok, thì mình sẽ thì cái này mình sẽ thay tạm ha bạn, trong thời gian dưới hai tập thì mình sẽ cố gắng làm cho đẹp hơn các bạn ơi. Sẽ đặt hồ ở đây cho mình nó hút mặt ấy. Đấy, thì cho nó lai giống thêm một lần nữa nha các bạn. Lấy hồ hướng dương này. Một em. Có một em thôi à. Thì ok, thì mình nghĩ tập này cũng đã dài rồi bạn ơi. Thì ok, thì trong tập này mình đã tìm được ong và dẫn ong về nhà và xây được một cái chuồng ong tạm bợ như thế này. Thì trong thời gian dưới hai tập thì cố gắng sẽ làm cho nó trang trí nó lại bạn ơi. Thì ok, mình nghĩ video đến đây cũng đã kết thúc rồi bạn ơi. Thì nếu bạn thích video của mình thì đừng quên đã làm một like và một subscribe để ủng hộ kênh mình. Đặc biệt hơn nữa thì chia sẻ lên Facebook hoặc là những cái trang mạng xã hội khác nha bạn ơi. Ok, chúc các bạn một ngày tốt lành.